Lời Chúa theo Thánh Marco chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Chúa Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Sa-bát khi phải giúp một người trong trường hợp nguy tử, Chúa Giêsu sẽ nới rộng quy định này đối với người không chữa lành, tức là giết chết. Bởi vì chẳng phải là lề luật mà ngay cả luật ngày Sa-bát là trên hết, mà chính là người bại liệt đáng thương này mới cần ưu tiên. Hành động như thế, Chúa Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa luôn ủng hộ sự sống. Ngài là Thiên Chúa của sự sống. Ngài ủng hộ ơn cứu độ và hạnh phúc của con người vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Vì thù ghét Chúa Giêsu, người Pha-ri-sêu cấu kết với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết người. Bởi vì tại Galilee, người ta không thể kết án một người mà không có phép của vua Hê-rô-đê. Do đó, người Pha-ri-sêu phải tranh thủ sự ủng hộ của phe Hê-rô-đê. Chẳng phải trong cuộc sống chúng ta cũng từng có những hành động trả đũa một ai đó khi họ làm cho chúng ta bực tức, hoặc khi họ dám nói lên sự thật về con người thật của chúng ta, khiến cho quyền lợi của chúng ta bị đe dọa hay uy tín của chúng ta bị giảm giá? Và phải chăng chúng ta đã từng sử dụng chiêu thức liên minh với người có quyền chức, rỉ tai, nói xấu để tranh thủ ủng hộ của người này, hoặc dùng tay của người này để triệt hạ, loại trừ kẻ đã làm cho chúng ta bị tổn thương? Làm như thế chẳng phải là giết người không giao đó sao? Và làm như thế là đi ngược lại với đường lối của Thầy Chí Thánh, người mà Thiên Chúa của sự sống. Nếu làm điều ác tức có báo ứng, thì Đức Kitô hữu danh mang danh người mà phải xử nghịch với đức yêu thương và bóp nghẹt sự sống, thì làm sao tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Bởi vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử không biết xót thương. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận ra những lời góp ý, phê bình hay chỉ trích của người khác mà không bực tức hay trả đũa, nhưng biết phục thiện và hoán cải để mỗi ngày chúng con nên đẹp lòng Chúa hơn.